Ok, ngay lên đó. Ngay lên. Lấy bôn rồi xuống đây. À, mấy anh em ơi, đây là địa điểm là bãi đá. Bãi đá thuộc bán đảo Sơn Trà. Mấy anh em địa điểm chụp ảnh cưới rất là tuyệt vời. Vừa rồi Baro tìm có quay cái cảnh mà hái mít rừng á. Vì là nó nói là em không được mà. Để là thúi khỏi nhà luôn. Thúi khỏi nhà luôn. Mấy anh em xem cái hậu trường phía sau luôn tụi rồi. Đấy. Đây, phía sau rất là đông mấy anh em. Đó, toàn là mấy anh em chụp hình không. Đó, đặc biệt là trong giới chụp hình hôm nay là team là người đẹp trai nhất đó. Rất là đẹp trai đó. À, phía sau cũng rất là nhiều photo nhưng đẹp không bằng team đâu. Đó, quá nhiều mấy anh em. Đó. Tất cả các đèn bị kiếp quá rất là đông. Đó. Đó, không. Photo. Đó, photo dài nhất nào. Nhưng anh ấy rất điên, rất khùng. Đó, rất là bảnh. À đây là photo đỉnh của Nam đó. Rất là nhiều photo mấy anh em ơi. Đó chú rẻ đỉnh danh sách phần lọt luôn. Đặc biệt là mấy cô dâu xinh không tươi xanh luôn. Đó, cô mô cô nái tươi như tô bánh canh ấy. Tươi xanh đúng rồi. Tươi xanh. Ok vô lùi quất luôn. Cô dâu nó cười rất cười. Cô nào cô nấy tươi hết trơn mấy anh em ơi. Quá đã quá tuyệt vời. Mấy bạn mà đến Đà Nẵng thì nó là không khí chụp hình cưới rất là vui chứ không phải là áp lực như mấy anh em nghĩ đâu. À, cứ thoải mái đi. À, cười đi, hãy cười đi có hình đẹp liền. À. Trong lúc giải lao là mình ăn ăn gì? Sushi. À. Rất là tuyệt vời. Ông ơi. Sushi ngô. Sushi ngô. Em bắt đầu mất khái niệm về sushi rồi. Ăn oxy. À. Rất là tuyệt vời mấy anh em. Đó. Si nếu mà ván bài trước nè. Bài trước tranh thủ bài trước.